Đây mọi người nhá. Đây, đây là thợ sơn mọi người ạ. Thấy chưa? Đó. Một giờ review nữa nào. Ai thấy yêu cầu sơn cửa thì liên hệ nhá mọi người. Đây. Thợ sơn chuyên nghiệp luôn mọi người. Đây. Đây là thấy sơn rất là bóng luôn mọi người nhá. Đây mọi người ạ. Đó. Bóng luôn đấy. Rất là bóng đẹp luôn mọi người nhá. Mái nó rất là tự động mọi người ạ. Nó nổ. Đây. Đây mọi người, bên đây là mấy người xa cha nha mọi người. Đây. Bên đây là thợ đang test cái đường cửa mọi người. À, thấy chưa? Mất kính luôn mọi người. Rồi. Đây mọi người nha. Rồi, đây là bên trong nhà mọi người. À, rồi, mình sẽ test cái bóng đèn mọi người nhá. Đây người bóng led mọi người. Đó, thấy chưa? Bên đây là bóng đó. Đây mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người. Đấy. Đấy. Còn đây là bên ngoài. Đấy là bên ngoài nhà mọi người. Đấy mọi người nha, thợ sơn nha. Còn bên đây là giám sát mọi người ạ. À. Đấy, mình quay thấy giám sát mọi người ạ. À. Giám sát xem chỗ sơn không đúng mọi người ạ. À. Đấy. Đấy mọi người nha, bữa nay thì cửa hàn xong xuôi hết rồi. Nhờ bắt đầu để sơn. Đấy. Đấy mọi người. Rồi nha mọi người nha, mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người gặp lại video tiếp theo mọi người nha. Giờ mình review hết. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người nhớ bình luận để chia sẻ video. Đấy. Rồi mình dừng video mọi người nha.